mức độ nắng nóng ở Nam Bộ ngày hôm nay sẽ ra sao, chị Hồng Quyên? Dạ, mình chào anh Nhật Minh cùng với quý vị khán giả. Mức độ nắng nóng ngày hôm nay ở Nam Bộ thì vẫn chưa thuyên giảm đâu ạ. Dù cho sáng nay, mây thì đã nhiều hơn và giúp cản bớt nắng. Nhưng mà cho tới lúc này, mây dường như là đã tan đi rồi và nắng thì bắt đầu mạnh lên. Dự báo nắng liên tục trong chiều nay đẩy nhiệt độ tăng nhanh. Cao nhất phải kể tới ở khu vực Tây Nam Bộ, những nơi như là tại Châu Đốc, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Vị Thanh và Cần Thơ. 35 đến 36 độ. Chỉ ít nơi như là Rạch Giá, Cà Mau và Bạc Liêu nhiệt độ có thấp hơn một chút, 34 độ. Trở lên với khu vực miền Đông Nam Bộ thì vẫn có những điểm xảy ra nắng nóng gay gắt như là tại Tây Ninh, Đồng Phú và Biên Hòa, 37, 38 độ. Còn tại Thủ Dầu Một và Thành phố Hồ Chí Minh, 36 độ. Chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện dù là diện hẹp thôi và tập trung chủ yếu là dọc biên giới Tây Nam, như là tại Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bình Phước và Tây Ninh. Và cần phải đề phòng trong cơn dông có thể đi kèm một số hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Xin được chuyển sang phần dự báo dành cho thành phố biển Phú Quốc. Đây là một trong những nơi mà dễ chịu nhất ở Nam Bộ do được bao quanh là biển. Nhiệt độ cao nhất trong chiều ngày hôm nay là khoảng 33 độ. Thời tiết tại vùng biển ở thành phố Phú Quốc cũng như là ở khắp nơi từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và Kiên Giang, dự báo có thể xảy ra mưa một vài nơi, trời thì vẫn có nắng, gió cấp 3 đến cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.